Alo, anh đang chạy ra ngoài làm gì anh? Không không, làm gì anh? Ngồi đi. Anh đưa đưa vào phong bì cho chú ăn bảo vệ cho em, chú em đường này. Bao tiền? Bao tiền? Cứ gói phong bì vào. Đưa, đưa chú Hãn. Vâng, chú Hãn đấy nhá. Vâng, dán vào anh.